Các cụ nhà ta thì có câu là giàu thì chơi vàng, mà sang thì chơi gỗ. Cũng như là nếu mà người thông minh ấy, thì phải xuống tiền đúng chỗ. Đấy, các bác nào mà xuống tiền với chiếc sập này thì là quá đúng chỗ rồi, cũng như là quá đúng thời điểm luôn. Để các bác biết là hiện tại là chuẩn bị là đón Tết thôi. Và những cái sản phẩm như này, chiếc vít như thế này thì phải mất rất là nhiều thời gian thì mới chạm khắc cũng như là chọn lọc gỗ để có một chiếc sập như này được. Nên là các bác nào mà xuống tiền trong cái clip ngày hôm nay này thì sẽ là rất là hợp lý này, vừa đúng chỗ cũng như đúng thời. Cơ sở gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhá. Hiện tại đang là buổi chiều của những ngày đầu năm 2021, và trong buổi chiều hôm nay thì nhà em xin trân trọng giới thiệu các bác. Trước mặt các bác đây là một con sập ngồi hàng cực kỳ là VIP nhá. Bác nào mà quan tâm đến sập ngồi thì nó không nên bỏ qua video này. Đây hình ảnh tổng thể chiếc sập đây. Và một lát nữa thì em sẽ giới thiệu về chi tiết về độ đặc sắc của chiếc sập này. Chiếc sập này thì là có kích thước là 1m8 x 2m2. Đó, các bác mà có nhu cầu mà đang muốn mua sắm cho gia đình mình một chiếc sập ngồi kê vào phòng khách cũng như là phòng thờ trong những cái dịp Tết đến xuân về và đón xuân 2021 chuẩn bị đón sắp tới, thì đừng nên là bỏ lỡ video clip này. Chiếc sập này là một chiếc sập bằng chất liệu gỗ hương đá và có kích thước là 1m8 x 2m2 và được đục chạm thủ công bằng tay. Mẫu sập này thì là mẫu sập và là mẫu sập Ngũ Phúc Tùng Lộc các bạn. Rất là đẹp hình ảnh tổng thể đây. Cũng như là mọi clip trước em sẽ giới thiệu về hình ảnh tổng thể, sau đó thì mới đi vào đường nét chi tiết. Cái dáng sập này thì gọi là dáng sập chân quỷ dạ cá các bác này. Không để các bác phải chờ lâu nữa thì ngay sau đây em sẽ vào đi vào đường nét chi tiết luôn. Đây, trước mặt quý vị là hình ảnh cái phần chân của dạ sập này. Phần chân sập này kích thước là chân sập 24 và đục thủ công bằng tay cũng như là rất là kênh bong. Rất là kênh bong. Đây, em có thể lùa tay được, các bác có thấy được. Em có thể lùa tay được qua đây. Đây là chân này thì được đục là chân tùng lọc. Đấy, đây là cái cây tùng này, bên này chân tuần lọc này gọi là chân tùng lọc này. Hay gọi là Ngũ Phúc Tùng Lộc ấy. Còn bên trên đầu chân thì có chạm một chú rơi đang ngậm một đồng tiền. Đó. Gọi là Ngũ Phúc Kim Tiền. Đây là một chiếc sập độc ấy. Tuy nhiên là quý vị có thể thấy được cái phần vân gỗ này thì nó cũng đẹp không kém nha quý vị nhá. Phần vân gỗ này đẹp không kém nữa. Đó. Mà chiếc sập này thì lại vừa độc đẹp cũng như là cái phần vân gỗ lại vừa đặc sắc nữa. Nên là rất là giá trị ở cái điểm này quý vị này. Đó. Tiếp theo phía này bên này phần dạ này. Phần dạ này có kích thước là dày là 10. Dày 10 cm, cũng như là cái điểm VIP của nó nữa là cái phần cổ này là toàn bộ là cổ liền hết. Đây quý vị này, 4 cổ là cổ liền hết và chặt chẳng hạn. Rất là giá trị ở cái điểm này quý vị nhá. Một chiếc sập ngồi cổ liền thì là rất là giá trị. Đây là hình ảnh triện, triện tàu, mẹ triện con của Trung Quốc này, cũng như kết hợp với nó là những cái hoa văn như là nho sóc, hay là bên dưới này cũng có rơi, rơi cắt những cái đồng tiền này. Đây, và toàn bộ đường nét của chúng tôi, toàn bộ đường nét chúng tôi là đục chạm thủ công bằng tay vị ạ. Toàn bộ đục chạm thủ công bằng tay, rất là đặc sắc. Đây, phần chính giữa đây thì bao gồm có một chú rơi đại. Đây, đây là rơi chúa này. Rơi chúa đang ngắp ngậm một chữ thọ rất là lớn. Chữ thọ rất là lớn nha, tượng trưng cho là phúc lộc này, cũng như là sự trường thọ khi chúng ta kê trong gia đình. Đó, hai bên thì là hai chùm hoa mai. Hai chùm hoa mai được gọt rũa rất là sắc nét. Đây, hai chùm hoa mai đây vị này, đục chạm thủ công bằng tay. Ở bên dưới là có hình ảnh hai chú chim điểu này, hai chú chim điểu kết hợp vào nó rất là nhiều những cái hình ảnh chi tiết của những cái linh vật như là cái biểu tượng năm cánh hoa mai thì là tượng trưng cho ngũ phúc lâm môn, hay là biểu trưng cho năm điều may mắn tốt đẹp trong cuộc sống. Bên này là những hình ảnh những cái nụ hoa mai thì có, nụ hoa mai làm rất là tròn, cái nụ làm rất là tròn. Toàn bộ phần dạ này là dày, dạ dày 10 cũng như là cổ liền. Cổ liền thì là vô cùng là giá trị. Đây, đầu chân đây, chân này, đây. Phần gỗ chân này rất là đẹp này. Phần chân rất là đẹp, phần dạ đốc đây. Gỗ rất là đẹp các bác nhé. Đây, phần mặt đây. Mặt này của nhà em là dày là 2 cm này. Phần gỗ đây, phần gỗ phần mặt đây. Đó, em tưới nước là thì vân nó nổi lên này. Vân nổi lên vậy này. Đó, vân này. Vân gỗ này là vân hoàn toàn tự nhiên các bác nhá. Đây. Các cụ nhà ta thì có câu là giàu thì chơi vàng, mà sang thì chơi gỗ. Cũng như là nếu mà người thông minh ấy, thì phải xuống tiền đúng chỗ. Đấy, còn các bác nào mà xuống tiền với chiếc sập này thì là quá đúng chỗ rồi, cũng như là quá đúng thời điểm luôn. Để các bác biết là hiện tại là chuẩn bị là đón Tết thôi.
như là những cái sản phẩm như này, hàng chất, hàng VIP như thế này thì phải mất rất là nhiều thời gian thì mới chạm khắc cũng như là chọn lọc gỗ để có một chiếc sập như này được. Nên là mà các bác nào một xuống tiền trong cái clip ngày hôm nay này thì sẽ là rất là hợp lý này, vừa đúng chỗ cũng như đúng thời điểm luôn. Đó, các bác nào cân nhắc nhá. Bởi vì chỉ có hơn một tháng nữa là Tết thôi. Đó, các bác nào muốn mua sắm thì hãy nhanh tay. Phía bên này là dạng ngang của chiếc sập Ngũ Phúc. Chiếc sập này thì là kích thước là 1m8 nhân là 2m2. Rồi, quay góc máy ra xa lại, quay lại một nửa góc máy ra xa cho các bác có thể xem được, chiêm ngưỡng được độ khủng nó. Khi đứng xa này quý vị có thể hình dung được cái chiếc sập nó đổ sộ như nào, cũng như là cái độ cầu kỳ nó khi chúng ta trưng bày ở trong không gian phòng khách, phòng thờ thì là rất là giá trị cũng như sang trọng, bởi là chất liệu gỗ hương tự nhiên. Đó. Thì những cái sản phẩm về đồ gỗ tự nhiên như thế này thì các bác mà sử dụng ấy thì là càng ngày nó càng có giá trị, càng ngày nó càng đẹp, bóng đẹp ra. Nó không như những cái sản phẩm gỗ công nghiệp khác thì nó không có độ bền theo thời gian. Những chiếc sập gỗ này thì là sang trọng hôm nay và giá trị mai sau, có thể một thời gian nữa mà cái chất liệu gỗ như này khai thác quá mức thì là dẫn đến cạn tiền thì giá thành nó sẽ rất là cao, nên là thời điểm này mà các bác mà mua thì là cũng rất là hợp lý rồi. Giá thành hiện tại là rất là hợp lý rồi. Các bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với tôi theo địa chỉ trên màn hình nhá. 0987 510 86, đồ gỗ Tùng Tám, Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Đó, chúng tôi thì chuyên các loại mặt hàng sập gỗ hương, rồi thì đồ thờ, nội thất phòng khách. Ok mọi người nhá, mọi người nhớ là bấm like và đăng ký kênh đấy để theo dõi được những cái video clip sản phẩm đặc sắc khác của chúng tôi.